Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, ngày 27 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên án 6 bị cáo, gồm Nguyễn Thanh Bình, 58 tuổi, chủ tiệm vàng ở thành phố Long Xuyên, 9 năm tù giam. Trang Kiến Cường, 47 tuổi, ngụ thành phố Châu Đốc, 12 năm tù giam. Phan Hùng, 40 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, 10 năm tù giam. Nguyễn Bình Minh, 51 tuổi, ngụ huyện An Phú, 8 năm tù giam. Lê Văn Phi, 32 tuổi và Lê Văn Hậu, 21 tuổi, ngụ thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, 7 năm tù giam, cùng về tội buôn lậu. Đồng thời, hội đồng xét xử tuyên phạt bổ sung 3 bị cáo, Cường, Hùng, Bình, 100 triệu đồng, bị cáo Minh, 50 triệu đồng và tuyên tịch thu xung công quỹ nhà nước hơn 118.000 đô la Mỹ và 3 thỏi vàng, gần 3 kg vàng, cùng nhiều tang vật của vụ án. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang, tháng 10 năm 2021, Trang Kiến Cường đến tiệm vàng Phước Nguyên gặp Nguyễn Thanh Bình để chào bán vàng nhập lậu, nhưng Bình không đồng ý mua. Đầu tháng 11 năm 2021, Cường tiếp tục đến gặp Bình để chào bán vàng và nói đây là vàng của Tuốt ở Campuchia, thì Bình đồng ý giao dịch. Theo thỏa thuận, mỗi lần Cường sẽ bán cho Bình 3 kg vàng, với giá từ 58.300 đến 58.900 đô la Mỹ 1 kg. Sau đó, Cường rủ Phan Hùng, Hùng Tiền mua đô la Mỹ cùng với Bình vận chuyển sang Campuchia mua vàng của Tuốt, rồi mang về Việt Nam bán cho Bình. Trong đó, Hùng và Cường tham gia mỗi người Hùng 1,5 kg vàng. Để thực hiện mua bán vàng lậu, Cường liên hệ với Tuốt thỏa thuận mua vàng, còn Hùng liên hệ với Lê Văn Phi vận chuyển đô la Mỹ từ Việt Nam sang Campuchia đưa cho Tuốt, rồi vận chuyển vàng từ Campuchia về, với tiền công mỗi chuyến là 150 đô la Mỹ 1 kg vàng. Còn Phi liên hệ với Lê Văn Hậu mang đô la Mỹ từ Việt Nam sang Campuchia để vận chuyển vàng về An Giang và trả tiền công cho Hậu. Sau 7 lần vận chuyển mua bán trót lọt, đến lần thứ 8, băng nhóm tội phạm này đã bị công an An Giang phát hiện theo dõi. Tổng cộng Hùng và Cường đã 8 lần Hùng mua bán 3 kg vàng, trong đó lần thứ 6 về sau, Cường có cho Minh Hùng. Cụ thể, ngày 7 tháng 1 năm 2022, Cường điện thoại cho Tuốt ở Campuchia thông qua mạng xã hội hỏi mua vàng và được báo giá 175.800 đô la Mỹ 3 kg. Cường liên hệ Bình thỏa thuận bán với mức giá 176.700 đô la Mỹ 3 kg. Theo đó, ngày 1 tháng 10 năm 2022, Cường điều khiển xe gắn máy chở Đỗ Hồng Ngó và Cường giao vàng tiền cho Bình. Đến chiều cùng ngày, Cường và Bình trao đổi việc mua bán. Khi cả hai đang giao dịch thì bị công an bắt quả tang với tang vật thu giữ gồm 3 thỏi kim loại vàng, 21.000 đô la Mỹ, 4 điện thoại di động và một số vật chứng có liên quan của Bình. Tiến hành khám xét trên người Cường, công an An Giang thu 167.760 đô la Mỹ, 2 điện thoại di động và trong cốp xe có 755 triệu đồng cùng một số vật chứng có liên quan. Điều tra mở rộng vụ án, khám xét khẩn cấp tại tiệm vàng Phước Quang của Bình và nơi ở tại tiệm vàng Phước Nguyên, đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Cơ quan điều tra đã thu giữ thêm 24,2 tỷ đồng, hơn 2 triệu đô la Mỹ và hơn 5,7 kg vàng các loại. Căn cứ kết quả giám định và định giá, 3 thỏi vàng tang vật bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 1 năm 2022 có trọng lượng gần 3 kg, trị giá hơn 4,1 tỷ đồng. Sau đó, Bình, Cường, Minh, Hùng, Hậu, Phi bị bắt giữ để điều tra. Đối với hành vi có dấu hiệu trốn thuế xảy ra tại tiệm vàng Phước Nguyên, công an An Giang đã ra quyết định tách vụ án để điều tra trong vụ án khác.